Ok, xin chào mọi người. Bài lần trước chúng ta đã học cách làm sao để định nghĩa một lớp, một class trong C cộng cộng. Bài hôm nay chúng ta sẽ học cách sử dụng cái access modify, tức là cái quyền truy cập của các trường, các thành phần. Thứ nhất thì chúng ta liệt kê xem nó có những cái trường cách truy cập nào. Thứ nhất phải kể đến đầu tiên đó là private, nó có 3 kiểu: private, protected và public. Private là cái độ bảo mật cao nhất, tức là bạn không thể truy cập đến bất kỳ thành phần nào. Ví dụ như chúng ta sẽ chuyển cái chiều cao và chiều rộng ở đây thì chỉ có thể truy cập đến những nơi khác, không thể truy cập đến cái hai trường này, tức là họ không thể làm như này là hv chấm chiều cao chiều rộng, vì nó trường private. Private có nghĩa là riêng tư, bảo mật gì đó. Các bạn chỉ có thể truy cập được nó trong phạm vi class này, tức là các bạn có thể truy cập nó từ trong phương thức này, phương thức này, phương thức này, còn bạn không thể truy cập nó ở bất kỳ chỗ nào khác. Ok, giả sử ở đây chúng ta chạy chương trình nó thì nó sẽ báo lỗi, vì ở đây trường chiều cao và chiều rộng là nó thuộc phần phần private của lớp hình vuông, nhưng các bạn lại truy cập nó ở ngoài class. Ngoài class, thế nào là ngoài class? Ví dụ như thế nào là trong class? Tất cả những gì ở trong định nghĩa class là nó trong, được coi là trong class, tức là, và tất cả những gì ở trong phạm vi này, kể cả phần trong các hàm này, đều được tính là trong class, và tất cả những gì ngoài đó thì đều được gọi là ngoài class. Thì chúng ta sẽ thử chạy thử. Rồi khi các bạn chạy thì chương trình nó sẽ báo là trường này là private, chiều cao is private, chiều rộng is private, thì nó sẽ không cho chúng ta quyền truy cập. Ok, chúng ta chỉ có thể truy cập tiếp theo. Chúng ta giả sử cho nó có một trường nữa tên là trường, và chúng ta sẽ chuyển cái chiều rộng này sang trường protected. Protected có nghĩa bảo vệ. Cấp độ truy cập của nó như sau: trường này chỉ được truy cập đến trong phạm vi của class và lớp con kế thừa từ nó. Ok, tức là sao? Tức là giả sử bạn có một hình vuông, à không, một class tên là lớp hình đấy. Như này các bạn lại phải hiểu về cái phần, nhưng các bạn không sao, chúng ta có thể tưởng tượng được là trong, giả sử có một cái hình có class tên là class hình, và nó có một thuộc tính đó là chiều rộng thì giả sử lớp con tên là hình vuông và nó kế thừa từ lớp cha, thì nó có thể truy cập đến cái trường. Đây, sau đây mình sẽ demo để cho các bạn hiểu rõ hơn. Chúng ta thêm một lớp mới, chuột phải, vào rồi chọn add new. Chúng ta sẽ chọn một cái tên là hình chữ nhật đi. Next. Vì sau đây chúng ta sẽ thêm một từ khóa sẽ chuyển các thuộc tính ở bên này sang. Chiều cao sẽ để nó là private, chiều rộng sẽ để nó là protect,
ta sẽ, ở đây các bạn chỉ cần hiểu, các bạn chỉ cần hiểu là kế thừa hình vuông từ lớp hình chữ nhật. Ok, tức là hình vuông sẽ là con của chữ nhật. Chúng ta cần phải include cái chữ nhật này. Kế thừa này thì hình vuông lúc này là ở ngoài phạm vi của cái hình chữ nhật này, thế nên trường chiều cao sẽ không thể truy cập đến từ trong bất kỳ chỗ nào ở từ trong cái class này của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể truy cập đến trường, các trường public, ví dụ như INT, XYZ. Chúng ta chỉ có thể truy cập đến trường XYZ và trường protected là chiều rộng, nhưng chúng ta không thể truy cập vào đến trường chiều cao của nó. Ví dụ trong hàm tính diện tích của chúng ta, chúng ta return chiều ra cao nhân chiều rộng, đúng, nhưng chúng ta chỉ có thể truy cập đến trường chiều rộng của nó vì nó là trường chúng ta kế thừa từ cái trường protect của lớp hình chữ nhật. Nhưng chiều cao là trường private mà chúng ta không thể truy cập đến nó vì nó là trường private, nên ở đây nó sẽ báo lỗi ở đây. Chúng ta tạm thời xóa đoạn này đi và chạy thử chương trình. Đây nó sẽ báo INT hình chữ nhật hai chấm chiều cao là trường private đó. Ở đây mình muốn nói một điều là mức độ truy cập của protect là trong cùng phạm vi class đó, và thêm một điều nữa và thêm mở rộng thêm so với private, đó là nó có thể truy cập đến từ lớp con. Các bạn vừa thấy là chiều cao là private, không thể truy cập bất kỳ đâu khác ngoài trong phạm vi class, nhưng protect tận mở rộng hơn một chút, đó là nó có thể cho lớp con nó truy cập đến nó. Và như trường public, như chúng ta đã biết là bất kỳ chỗ nào có thể truy cập đến nó như vậy. Ok, vậy làm thế nào để chúng ta có thể truy cập đến cái trường private này? Chỉ có hai cách là chúng ta khai báo một cái phương thức để có thể lấy được cái dữ liệu đấy ra thôi. Chúng ta có thể điền vào private hoặc public để ví dụ. Chúng ta sẽ đặt public ở đây là void. Để lấy được trường chiều cao, chúng ta int sử dụng get chiều cao. Hôm nay chúng ta sử dụng để trả về chiều cao do nó là trường private và chúng ta không thể truy cập trực tiếp được nó. Và cũng không do không thể truy cập trực tiếp được nó nên chúng ta nên có hàm gọi là set chiều cao với đầu vào là một biến tham số gọi là CHC. Sau đó chúng ta định nghĩa lớp đó ở trong hình chữ nhật .cpp. Rồi chúng ta vừa định nghĩa cái hàm void hình chữ nhật set chiều cao .cc, chiều cao chúng ta gắn là chiều cao bằng c, và một cái nữa là hình chữ nhật get chiều cao. Ok, chúng ta return chiều cao. Như vậy trong hình vuông này chúng ta muốn truy cập đến chiều cao, chúng ta chỉ có một cách là gọi hàm get chiều cao vì nó là hàm một hàm public trong cái lớp hình chữ nhật, và chúng ta cái vuông kế thừa nó thì nó sẽ có phần kế thừa này, mình sẽ nói rõ hơn phía sau. Chúng ta đang học cách hiểu thành phần truy cập public protect. Ok, đó, ở đây chúng ta có thể scan được cách sử dụng sau và chúng ta biên dịch để xem có lỗi đã. Ok, không có lỗi. Cách sử dụng hình vuông HV như các bạn thấy
chấm các bạn có thể thấy là chiều cao nó có một cái khóa ở đây và không thể truy cập được. Có một cái khóa bị lock và đây là chiều rộng là protect rồi. Chiều rộng thì truy cập đến được không? Không, nó protect không thể truy cập bất kỳ đâu ngoài ngoài class và lớp con của class để trong phần main, tức là chúng ta đang ở ngoài. Tương tự nếu nó muốn ở ngoài mà muốn truy cập bên, chúng ta lại phải khai báo theo các trường như get set chiều rộng. Ta là 4 và để constructor và để constructor này nó của hình vuông. Ok, và hôm nay chúng ta đến đây thế thôi, tức là chúng ta đã học được cách sử dụng private. Nhắc lại, private chỉ các trường khai báo private, các trường và phương thức không khai báo trong private chỉ có thể truy cập đến trong phạm vi của class. Các trường được khai, các trường và phương thức được khai báo là protected chỉ có thể truy cập đến trực tiếp từ được truy cập trực tiếp từ phạm vi class và mở rộng thêm so với private, đó là lớp con của nó và trường public. Dễ rồi là chúng ta có thể truy cập đến bất kỳ đâu trong class. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ subscribe để theo dõi những video hướng dẫn của mình. Cảm ơn các bạn.